Thưa quý vị, cho ý kiến về dự án luật thủ đô sửa đổi, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự thảo luật cần trao cho Hà Nội quyền quy định các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác biệt về các vấn đề giao thông, môi trường và đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy. Về vấn đề giao thông, môi trường, nhắc lại vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị dứt khoát không luật hóa chung cư mini trong luật này. Tôi cũng đề nghị là Ủy ban Pháp luật công chí rà soát lại cái dự án luật nhà ở, dứt khoát không được hợp thực hóa cái chung cư mini này trong luật nhà ở. Mà cái vụ vừa rồi công chí thấy rất là đau xót, rất là nghiêm trọng. Thì do tiêu chuẩn, quy chuẩn các thứ này khác thì nên để cho Hà Nội có cái thẩm quyền để quy định những cái khác biệt so với các nơi khác. Còn theo Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, những vụ việc vừa qua cho thấy hệ lụy của việc tập trung dân cư quá đông trong khu vực nội thành, đi kèm với đó là công tác quản lý chưa nghiêm. Sau khi sự kiện đau lòng cháy nhà riêng lẻ mà người dân vẫn gọi là chung cư mini tại khu Khương Hạ, cùng với việc tồn tại hơn 2.000 nhà riêng lẻ khác kiểu chung cư mini, cho thấy định hướng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát, ngay cả khi luật thủ đô được ban hành năm 2012, tức là cách đây 10 năm. Qua cái vụ đấy, cái chung cư mini vô cùng bất cập. Báo cáo các ông chí là nếu theo quy hoạch ở đây thì nó có thể được xây độ 6 tầng. Thực tế là đang xây đến 9 tầng thì nó đã vi phạm rồi. Nhưng cái thứ hai là trong điều kiện cụ thể khu vực này, về hạ tầng giao thông nó có 2 mét với 3 mét đằng trước đằng sau thôi. Nếu mà mình cứ cho đến 6 tầng chăng nữa thì vô cùng bất cập. Phải chăng khu này nó chỉ là 2 tầng, 3 tầng thôi. Ví dụ như thế. Thì những cái việc này là trong quy chuẩn, tiêu chuẩn và trong cái quy hoạch đã có. Thì chúng tôi đề nghị là phải giao tiếp tục cho Hà Nội để quyết định những vấn đề cụ thể như thế. Vào những địa bàn cụ thể thì nó mới đảm bảo cái an ninh an toàn lâu dài được. Hiện nay, chính phủ đề xuất Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn không quá 2 lần so với mức chung cả nước đối với vi phạm phòng cháy chữa cháy.